Ok, xin chào mọi người. Thì cái bộ vàng Kenwood này có người mua nên là mình làm clip test sẵn boss cho mọi người nghe luôn nha. Thì cái cục vàng này khách mua là mix giữa cái đầu âm ly A1001 mọi người, A1001 và cái cặp loa LSF Kenwood luôn, cặp loa Kenwood LSF 365 nha, 555. Đó, còn cái đầu là đầu Kenwood A1001 đó. Thì nói chung cái bộ này nghe cũng rất là hay nha mọi người. Nó sẽ kiểm soát âm thanh tốt hơn là cái con loa zin của nó, con loa LSA11. Cái con LSF555 này, cái loa bass của nó là nó kiểm soát âm thanh tốt hơn. Đó, thì bộ này mình về nói chung cũng còn cực đẹp mọi người. Đó, mình quay sơ sơ cho mọi người coi. Đó, nói chung nãy mình có boss một cái clip mình quay cái tình trạng loa rồi, nên là đó thì khách mua kèm luôn cái cặp bộ dây loa, nên là mình bán mình giờ mình test luôn cho khách hàng. Hàng mới nhưng mà mình vẫn phải test mọi người, test để chắc chắn là mình giao tới cái sản phẩm nó hoạt động hoàn chỉnh, chứ cũng không có ý gì được đó. Nói chung mình đấu để mình test cho khách luôn, sẵn mình boss lên cho mình xem. Ok, mình phát bằng cái Sony DM1A nha mọi người. Rồi, như cặp loa này nghe nhạc mạnh thì remix thì không nói được, nên là mình sẽ nghe một ít nhạc nhẹ thôi. Hôm nay mình tôi bơ vơ sao chiều. Chiều nay mình xa nhau đã mấy trăm ngày, tôi tưởng về còn trông thấy anh cho chung. Đó, thì con này nó có chỉnh ba lần mọi người, và nó có cắt tầng sub mọi người, cắt tầng sub và cái tăng cường độ của âm sub mọi người. Đó, nó trừ để xem đó. Thì nó sẽ cắt tầng từ 40 tới 90 nha. Và cái level của nó là trừ 10 tới cộng 10 dB, nên là ví dụ như là mọi người nghe mà muốn nó xuống tầng sâu thì mình vặn xuống tần số sâu, và mình nói chung mình gia giảm thì mình tăng cái cường độ lên. Đó, tùy mình, nếu mà mình muốn nghe bass nhiều thì bass ít nha mọi người. Mình tôi bơ vơ sao chiều nay anh không đến đây đưa tôi về trong gió heo mây. Nói chung bộ này nó đáp ứng cái nhu cầu nghe và nhìn luôn. Và nếu mà trường hợp mọi người muốn gắn cái vang để hát karaoke trong cái phòng tầm 15-20m² vẫn ok nha. Cặp này nó đánh karaoke được, tại vì cái sức nó, cái âm trầm của nó nhiều á. Quê hương thăm quê hương tôi, nơi đó
tôi có bạn bè, có người yêu dấu, có chơi Việt Nam. Nó nên là mình nghe nhạc nhỏ rất là hay, tại vì nó sẽ xuất ra cái âm thanh bass rất là mềm mại. Cái bộ dàn này khá là hay, một thời mình dùng cái bộ này, và cũng có một thời thời mà còn sinh viên á mọi người, thì giống như là một cái món mà mình rất là thích luôn á, mà nhưng mà lúc đó thì nhất là mắc, hay là cũng chưa có biết chơi nên là cũng không có dùng được. Mình chỉ dùng được cái âm ly này và cái cặp loa LS-101 thôi. Nói chung là cái con âm ly Kenwood này nè, nó kiểm soát âm thanh rất là tốt mọi người. Đặc biệt là mọi người nghe cả ngày thì nó rất là mát nha, nó chạy rất là mát, nên là nghe cả ngày vẫn bình thường này. Cực kỳ bền bỉ luôn. Mình đã từng dùng cái này tầm 5 năm trời á. Cực kỳ bền, và nó đánh những cái la bút xếp nhỏ hơn cũng rất là hay nha. Mình sẽ mở cho mọi người nghe thêm một vài bài nữa rồi mình dừng clip này đây. Và mình cũng gói hàng giao cho khách luôn. Thank you.
có hoa thơm cháy. Gần kề lối xóm có cô bạn thân, xóm hôm lâu sách đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương buồn, biết rằng mình lòng nhau. Thời gian gần gũi đã qua đi mất rồi, nào còn những phút hái hoa vương trăng suốt đêm chung tiền. Ok, mình dừng tiếp này đó nha. Cảm ơn mọi người.